lợn con đi thăm bạn lợn con là một con vật rất dễ thương nhưng nó lại có một thói quen rất xấu đó là không thích tắm ghét bẩn bám vào người khiến làn da nó trở nên vằn vện chỗ trắng chỗ đen còn mùi hôi thì thật là khó chịu một hôm gấu con mời các bạn đến nhà chơi lợn con cũng nhận được giấy mời lợn con hí hửng đến nhà gấu con cốc 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 lợn con gõ cửa gấu con ra mở cửa ngạc nhiên hỏi bạn là ai vậy lợn con nói tớ là lợn con đây mà bạn mời tớ đến nhà chơi không nhớ sao gấu con nói tớ mời lợn con cơ đó là một chú lợn màu trắng rất xinh đẹp. Tại sao người bạn lại đen xỉ thế? Nói xong, gấu con lại hít một hơi dài rồi nói, trên người bạn có mùi hôi thật khó chịu, giống với mùi hôi trên người cáo. Có phải bạn là cáo đóng giả thành lợn con không? Thỏ con và chó con cũng chạy tới, chúng cũng ngửi người lợn con và nói, người bạn ấy hôi quá nhất định là tên cáo gian xảo đóng giả làm lợn con đấy chúng ta mau đuổi nó đi đi các bạn liền cầm gậy đuổi lợn con đi lợn con sợ quá vừa chạy vừa hét lên tớ không phải là cáo tớ là lợn con đây mà thế nhưng các bạn vẫn không tin và tiếp tục đuổi đánh nó lợn con chạy tới một cái ao nhỏ nó chẳng may trượt chân ngã tùm xuống ao nó liền nhân dịp đó vội vàng tắm rửa khi cọ thật sạch sẽ sau khi tắm rửa sạch sẽ lợn con bèn trèo lên bờ gấu con ngạc nhiên hỏi lợn con ơi lạ quá vừa nãy rõ ràng chúng tớ nhìn thấy một con cáo rơi xuống ao Tại sao bây giờ lại là bạn nhỉ? Lợn con ngượng ngùng nói, vừa nãy không phải là tên cáo bị rơi xuống ao đâu, mà chính là tớ đây. Vì tớ lười tắm rửa nên người vừa bẩn vừa hôi, khiến cho các bạn hiểu lầm. Sau khi đã hiểu ra đầu đuôi câu chuyện, các bạn của lợn con cười phá lên chúng kéo tay lợn con về nhà